các bạn, hôm nay mình đi chợ mình mua me về ngào đường. Ngào đường thì mình sẽ để được lâu, mình sẽ làm món nấu canh chua nè, làm món me đá đường này rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện nha. Mình mua bịch me này là 15 ngàn đó cả nhà. Bịch này chắc khoảng nửa ký. Và đây là mình sử dụng đường vàng này cũng cỡ hơn nửa ký á. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi và mình sẽ đun nước ở bình siêu tốc cả nhà, mình cho đường và me vào một lần luôn đó cả nhà nha. Mình sẽ cho me vào nồi. Trong thời gian cho me vào nồi thì mình sẽ đi đun nước ở bình siêu tốc. Mình làm như vậy thì rất là rẻ cả nhà, 15 ngàn bịch me này nè. Đường 1 ký 24 ngàn, mình làm khoảng hơn nửa ký. Cho là đường là 20 ngàn nữa đi. Đó. Là cỡ 30 ngàn là mình sử dụng mình nấu canh chua được lâu nè. Làm như vậy rất là tiền luôn, nấu canh chua nè. Đi làm về trời nắng mình mệt, mình làm ly đá me mình uống. Rất là ngon. Mình nấu nước ở bình siêu tốc mình đổ vô luôn nha cả nhà. Mình thường làm như vậy thì để được rất là lâu cả nhà. Cả nhà không cần phải để ở trong tủ lạnh, mình làm về mình để ở ngoài cũng được rất là lâu nha. Và nửa ký me thì mình cho khoảng 1 lít nước á cả nhà. Hơn nửa ký đường, gần 1 ký, khoảng 7 lạng á. Tại vì mình mua 1 ký mà mình sử dụng rồi á cả nhà. Đó. Mình cho vào 1 lít nước. Mình làm lỏng vậy á, để khi mình làm đá me cũng dễ. Đó, mà mình nấu canh chua cũng dễ luôn. Bây giờ mình sẽ đi cho lên bếp cả nhà nha. Và mình đã cho lên bếp rồi, mình sẽ nấu. Các bạn nấu càng lâu thì để càng được thời gian được lâu luôn. Đó, bây giờ mình nấu. Cả nhà thấy cái bếp của mình tự làm miếng chánh dầu nè. Mình mua cái cuộn giấy 35 ngàn này. Mình về mình tự làm miếng chánh dầu nè. Mình thấy trên mạng miếng chánh dầu mà bằng inox 300 lại mấy ngàn á, cho nên mình tự làm miếng chánh dầu. Cái bếp của mình nó sạch. Đó. Mình để cái bếp không vậy thì nó đẹp hơn, nhưng mà chánh dầu thì mình sẽ lau bếp rồi nó khỏe hơn. Đó, cả nhà. Nhà thấy tiện không? Đó. Quay xem. Đó, cả nhà ai ở nhà nội trợ như mình, đó. Mua cái miếng này nè, về làm miếng chánh dầu. Mình nấu xong rồi thì mình cất đi. Mình cất đi thì cái bếp của mình đẹp. Còn không thì mình để luôn vậy cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ đi đậy nắp bàn lại cả nhà. Nấu. Các bạn nấu hồi thì cái me của bịch me đó nó sẽ tan ra nha. Đó, từ từ mình chờ nha. Đã sôi rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái đũa, mình sẽ dầm me ra nha cả nhà. Đó. Đường nó sẽ tan và me mình sẽ dầm ra. Cả nhà nấu khoảng 1 tiếng á, nó kèo lại. Nó kèo lại để rất là lâu. Không sợ bị hư gì hết á. Đó. Xin là nó kèo lại, nó dẻo rất là ngon. Mình thường làm như vậy á, nhà mình có me quanh năm để nấu. Lúc nào cũng có me, cứ ăn hết là mình nấu. À, để mình lấy cái thầu xuống nha cả nhà xem. À đây này. Đây, mình ăn hết rồi, mình nhờ mình làm lại, mình quay cho các bạn xem. Đây. Đây nè, mình ăn hết rồi các bạn này. Đó. Nó mình làm đặc nó quèo là vậy á, lúc mình nấu là nó lỏng vậy mà khi mình làm mình nấu lâu là nó đặc quèo vậy á, mình để được rất là lâu. Còn mình muốn lòng lòng để mình uống đá me thì cũng được, chứ không nhất thiết là phải đặc lắm. Đó. Nhà thấy ngon chưa? Rẻ nha, 15 ngàn bịch me nửa ký. Mình mua mấy người ta ở dưới quê lên bán á cả nhà, còn mua trong tiệm là 20. Dưới quê người ta lên bán á, buổi sáng mình đi sớm là có. 9-10 giờ rồi là không còn nữa. Ta bán sớm. Đó, mà me này ngon này. Thôi bán được 5-6 bịch thôi à, mình đi sớm mới có. Còn trong tiệm thì 20. Đó, các bạn nấu thịt là lâu là nó sẽ dẻo. Nó sẽ khô nước. Trời ơi, ngon cả nhà ơi.
làm ly đá me uống trời nắng. Mà bữa nay Sài Gòn mưa cho nên là mấy cái món này là ế, mình cứ để dần mình ăn quanh năm, trời nắng là mình có mình uống, giờ trời mưa mình tranh thủ mình làm, trời nắng có uống. Đợi tiếp cả nhà nha, khoảng một tiếng là được. Cái món này thì các bạn đừng có đầy nắp nồi nha. Mình hồi xưa mình làm mình không biết á cả nhà, mình đầy nắp, trời ơi nó tràn cho một cái bếp, mình chùi mình khiếp hồn luôn. Nên các bạn làm món này là mình đầy lúc mà mình bới bắt lên thôi. Khi mà nó sôi rồi thì các bạn đừng có đầy bàn nha, nó trào lên một bếp chùi rất là cực. Hồi đó mình nấu sữa, làm sữa chua cùng với cả nhà, mình đầy nắp, nó tràn cho một bếp, mình muốn khóc luôn. Nỗi khổ của những bà nội trợ không ai biết cả nhà ha. Để có một món ăn ngon là rất là nhiều công đoạn, công sức bỏ ra, tình tâm với món ăn. Ở nhà mới nấu mà nó dẻo rồi nè. Mình nấu càng lâu là nó càng dẻo lại, rất là ngon mà để được rất là lâu. Một tiếng á, mình làm một tiếng á, lửa riu riu một tiếng á, cả nhà. Cả nhà ơi, nãy giờ mình nấu nó đã kèo kèo lại rồi cả nhà này. Đó, cái nước nó dẻo dẻo lại đây này. Như vậy là mình uống đá me được rồi đó, nhưng mà mình muốn làm nó dẻo. Còn khi các bạn mà làm dẻo quá thì các bạn làm đá me các bạn cho thêm một miếng nước. Đó, còn như vậy là uống đá me là tuyệt vời đây này. Đó, dẻo rồi này. Nhưng mà mình muốn làm là thực hiện vừa nấu canh chua vừa làm đá me được nên mình sẽ nấu sệt hơn nữa. Trời ơi ngon lắm cả nhà ơi, nãy mình thử một xíu. Trời ơi như vậy là đã thấy ngon, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Trời ơi nó đã. Phụ nữ mình thích ăn chua cả nhà. Trời ơi này mà mấy bà bầu nhìn là thèm luôn. Quá đã. Nấu nãy giờ từ một cái nồi mà nó còn xuống nửa nồi cả nhà nè, mà mình để ở quạt, nãy giờ cũng gần nguội rồi. Mình sẽ cho vào thẩu. Các bạn làm về các bạn để được rất là lâu, không bao giờ bị hư. Không cần phải bỏ tủ lạnh. Trời ơi nhìn ngon cả nhà ơi. Đó. Mới lần đầu mình bỏ vào là nó lỏng nước ha. Bây giờ mình nấu còn có nửa càn, còn có nửa nồi. Đó, rất là ngon luôn. Bây giờ mà cho đá me vào, có một ly đá me uống rất là ngon. Xào rau muống nè, nấu canh chua nè, tuyệt luôn mà rẻ nữa. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho vào thẩu nha. Quá ngon cả nhà ơi. Làm như mình vừa rẻ nữa. Có 15.000 me, chưa tới 20.000 đường, là cho 35.000 mà được một hũ đầy. Vừa xào rau muống nè, đá me nè, nấu canh chua nè, rất là tiền nè, để được lâu nè. Lúc nào ăn là có ở trong nhà mình nè. À, luôn luôn có ở trong nhà nè. Làm chân gà nè, lúc nào có me hết á. Chân gà xả tắc cũng bỏ me vô cũng ngon đó cả nhà. Cho miếng me vô nữa ngon. Xả tắc rồi còn cho thêm miếng me nữa, tuyệt luôn. Được một hũ đầy luôn nè. Quá rẻ. Mình làm vậy rẻ hơn là mình đi mua cả nhà. Trời ơi ngon. Ngon quá. Đầy luôn. Còn dư à nha. Dư mình để trong cái nồi này hồi mình nấu. Đây. Dư nè. Chiều mua bó rau muống về xào. Chừng này xào rau muống được 3 lần, một lần mình cho từng này thôi. Đó, xào rau muống lần cho từng này thôi là đủ đồ chua nè. Clip của mình đến đây cũng đã dài rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc cho các bạn thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống này nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.